ba ứng viên cho chiếc ghế tổng bí thư. Trước khi về với Bác Hồ, bác Trọng nói đâu mới là người thích hợp. Quý vị thân mến, vậy là bác Trọng đã về với Bác Hồ và bác Giáp thật rồi. Mới hôm nào bác vẫn còn đây mà nay đã xa chúng ta mãi mãi. Tuy nhiên, dù đau lòng khi bác đã đi xa, nhưng bác vẫn luôn còn mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong khi Bác Hồ có công cứu nước và bác Giáp có công giữ nước, có lẽ bác Trọng đã trở thành một vị lãnh tụ trong công cuộc xây dựng nước ngày nay. Nếu quý vị chưa tin, có thể nhìn vào những hình ảnh này. Nghĩa trang Mai Dịch nhá. Hàng triệu con gửi tiến đưa bác lời cuối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong niềm tiếc thương và đau xót về sự ra đi của Bác Trọng, nhiều người đang lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Ai sẽ tiếp tục đốt lò khi nói về người kế nhiệm xứng đáng nhất cho chiếc ghế Tổng Bí thư Bác Trọng để lại? Đầu tiên, mời quý vị hãy quay lại ngày quốc tang một chút. Đây là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với vẻ vui tươi rí rỏm thường ngày mà chúng ta thường thấy ở Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với tư thế đầu cúi thấp, gương mặt u buồn như muốn khóc, nhưng ông đã cố nén lại cảm xúc trong ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Biểu hiện này không chỉ phản ánh sự đau buồn của Thủ tướng, mà còn là đại diện cho sự mất mát to lớn mà cả đất nước đang phải gánh chịu. Trong phòng tang lễ, tất cả gương mặt mọi người đều u buồn, tiếc thương cố Tổng Bí thư đáng kính. Nhưng hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng trang nghiêm, gương mặt hiện rõ sự buồn bã và đau lòng thế này, có lẽ là gương mặt buồn nhất. Ánh mắt ông như chìm trong nỗi đau, nhưng lại phải giữ vững tinh thần để không bật khóc trước đám đông ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Hình ảnh này thể hiện sự kính trọng và tình cảm sâu sắc của ông dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo mà ông luôn kính trọng và học hỏi. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bác Trọng là người đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều thách thức, đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Sự tận tâm và cống hiến của Bác đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Và chúng ta có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào gương mặt đau buồn đến cùng cực của Thủ tướng. Trong những ngày quốc tang, toàn quốc đã chìm trong nỗi đau buồn. Những hình ảnh tang thương, những dòng nước mắt và những lời tri ân từ khắp nơi đã thể hiện rõ sự kính trọng và tình cảm của người dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính với gương mặt u buồn hôm đó lại càng làm nổi bật thêm sự mất mát to lớn này. Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ là một lãnh đạo mà còn là một người đồng chí, một người em trong gia đình Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng ông. Ánh mắt buồn bã của Thủ tướng như muốn nói lên sự kính trọng vô cùng sâu sắc mà ông dành cho Tổng Bí thư. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc đến sự tận tụy và cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các bài phát biểu. Ông Chính coi Tổng Bí thư Trọng là một người thầy, một người bạn đồng hành trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Sự kính trọng này không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là sự công nhận của toàn Đảng và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính sinh năm 1958 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ở tuổi 66, ông có đủ độ chín và bề dày về trải nghiệm cuộc sống trong nước và nhiều nước ngoài. Xuất thân từ một người lính mặc thường phục, một sĩ quan tình báo mang quân hàm trung tướng, ông từng là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo và Thứ trưởng Bộ Công an. Ông là một thủ tướng có thời gian học tập và công tác ở nước ngoài dài nhất, với hơn 10 năm công tác tại Romania. Ông có bằng kỹ sư xây dựng danh giá ở nước ngoài, thi đỗ bằng tiến sĩ luật, được phong chức danh phó giáo sư chuyên ngành luật, có nhiều kinh nghiệm chính trường và thương trường tại các nước xã hội chủ nghĩa, cũng như tư bản chủ nghĩa. Khi làm thủ tướng, ông Phạm Minh Chính kiêm thêm chức vụ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ông có nhiều đường lối và chỉ đạo chính xác, giúp Việt Nam chống lại đại dịch thành công. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều quyết sách bảo vệ môi trường đúng đắn, cung cách ngoại giao giỏi, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Là người đứng đầu chính phủ, ông phải giữ vững tinh thần thép để tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, sự đau buồn trong ánh mắt ông cho thấy rằng, dù mạnh mẽ đến đâu, ông cũng không thể che giấu được nỗi đau mất mát. Sự kiên cường của Thủ tướng Phạm Minh Chính là nguồn động viên lớn cho người dân trong thời điểm khó khăn này. Ông không chỉ thể hiện sự kiên định trong công việc mà còn là người truyền cảm hứng cho người dân, khẳng định rằng dù có khó khăn đến đâu,
chúng ta vẫn sẽ vượt qua và tiếp tục phát triển. Trong những lời tri ân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng sự ra đi của Bác Trọng là một mất mát to lớn, nhưng cũng là động lực để toàn Đảng và nhân dân tiếp tục cống hiến và phấn đấu vì một Việt Nam phát triển và thịnh vượng. Ông Chính kêu gọi mọi người đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước để thực hiện những ước mơ và hoài bão của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự tri ân sâu sắc này không chỉ là lời nhắc nhở về những đóng góp của Tổng Bí thư mà còn là lời cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng ông sẽ tiếp tục con đường mà Tổng Bí thư đã vạch ra, tiếp tục dẫn dắt đất nước đến những thành công mới. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính với gương mặt u buồn, cố nén cảm xúc trong ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bức tranh đầy cảm động và ý nghĩa. Nó không chỉ phản ánh nỗi đau mất mát của một người lãnh đạo trước sự ra đi của một đồng chí, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và tinh thần trách nhiệm. Trong giai đoạn khó khăn này, sự kiên định và lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là nguồn động viên lớn cho toàn dân tộc. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của ông, Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, thực hiện những ước mơ và hoài bão của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, việc lựa chọn người kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là một chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều người cho rằng, hai ứng viên sáng giá cho vị trí này là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm và vị trí thứ ba là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Mỗi người đều có những ưu điểm và thành tích riêng cùng với sự kỳ vọng và ủng hộ khác nhau từ người dân và các tầng lớp trong xã hội. Đầu tiên là nói về Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây là những hình ảnh và phát biểu ấn tượng nhất. Tôi thì sinh ra ở miền biển, lớn lên thì ở miền núi, trong một gia đình rất là nghèo, đông con. Cho nên là mình sinh ra thì làm sao chỉ có là phấn đấu làm sao mà mình làm cho nó trọn vẹn cái công việc của mình. Thì người lớn tuổi, các cái tổ chức giao cái việc gì thì cố gắng làm cho nó tốt. Rồi từ cái kinh nghiệm đó, trên cái cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cái quyền hạn của mình, thì mình cũng nghiên cứu, rồi mình tổng kết, rồi mình cũng đề xuất những cái gì sáng kiến mà có lợi cho cái chung thì cố gắng làm. Tôi thì cũng có được cái may mắn là cũng qua nhiều cái cương vị khác nhau, trong Nam, ngoài Bắc, trong nước, ngoài nước cũng được làm cả. Ngoài cái sự nỗ lực của mình ra thì cái sự giúp đỡ của bạn bè, anh em, đồng chí, đồng đội là cái rất quan trọng. Tạo điều kiện giúp đỡ cho mình để mà phấn đấu mà trưởng thành. Mà phải nói là không có Đảng, không có nhà nước, không có nhân dân thì cũng có mình. Tôi chứng minh được ngay. Nếu như là tôi không có Đảng, nhà nước thì làm sao tôi, một cái học sinh nghèo ở cái vùng quê nghèo miền núi, thì có thể đi học nước ngoài được. Đi học về thì là được Đảng, nhà nước phân công, tôi được phân công ở đâu thì ở đó cái môi trường, anh em, đồng chí, đồng đội đều có sự giúp đỡ, và giúp đỡ rất tận tình bằng tất cả cái tấm lòng của họ. Và tôi cũng phụ lòng cái tấm lòng của họ, cố gắng làm cho nó tốt. Được Đảng, nhà nước giao cho cái trọng trách này thì phải cố gắng. Trước đây mình cố gắng 1 thì bây giờ phải cố gắng 10, để cùng với đồng chí Tổng Bí thư, cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, cùng với các đồng chí trong chính phủ đoàn kết cố gắng làm cho nó tốt. Làm được cái gì tốt hơn là cố gắng làm. Với một cái trọng trách là Thủ tướng Chính phủ thì phải cùng với lại Đảng, nhà nước, cùng với đồng chí Tổng Bí thư, cùng với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt khác để tìm ra những cái giải pháp tốt nhất, góp phần cùng cả nước trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để tháo gỡ những cái khó khăn trong cái bối cảnh hiện nay, rồi vượt qua cái thách thức, rồi cùng nhau xác định một cái mục tiêu lớn như là Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra, để xây dựng cái đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng, nhân dân Việt Nam được hạnh phúc và ấm no.
Thì cái đó là cái mục tiêu quan trọng nhất chúng tôi hướng đến. Mà muốn làm được ấy, thì ngoài cái việc lãnh đạo đứng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có cái sự giúp đỡ của cộng đồng, doanh nghiệp, rồi người dân, và đặc biệt là cái sự chung tay góp sức của bạn bè quốc tế. Mỗi cương vị thì cần phải cố gắng làm việc cho nó tốt. Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Cái này là cái các ông chí phải tổng kết, các ông chí phải nhận định tại sao chúng ta làm được việc này. Đấy, thì tôi nói ví dụ. Hoan nghênh các bác, các anh, các chị. Trong quá trình làm thì luôn luôn phải đổi mới, luôn luôn phải thay đổi cái phương pháp cách làm cho nó phù hợp. Và phải ứng dụng khoa học công nghệ vào để mình làm cho nó giảm cái chi phí và nâng cao cái tăng năng suất lao động. Thì nó mới tạo ra cái sản phẩm có đủ sức cạnh tranh không những trong nước mà thế giới. Bên cạnh đó phải giúp đỡ cho họ. Cấp nào là phải chủ động giải quyết cái cấp đó theo thẩm quyền, cả về chính sách, cả về phát triển hợp tác xã, rồi cả về hỗ trợ người nông dân. Trải nghiệm lái máy cấy mạ khay trên cánh đồng xã Hưng Long, đồng thời lắng nghe người nông dân chia sẻ về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, thu nhập tăng lên, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đề nghị nghiên cứu vận dụng hình thức hợp tác công tư phù hợp trên tinh thần hài hòa lợi ích. Thứ ba là phải có cái doanh nghiệp, thì anh chị em mình phải liên kết với nhau thành lập hợp tác xã, thành lập doanh nghiệp để họ tiêu thụ sản phẩm cho mình, để cung ứng cái vật tư cho mình. Cái thứ tư là phải có cái khoa học công nghệ đấy vào để hỗ trợ mình chỉ dẫn địa lý. Cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, rồi làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, 3K 4 kíp, chỉ có bàn tiến chứ không có bàn lùi, và tạo cái động lực, tạo cảm hứng cho những người xung quanh để mà làm. Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông, lạnh giá là vậy phải không? Là trái tim mình xót xa chân đó. Về thành tích và kinh nghiệm công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính là một nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong các vị trí quan trọng của Đảng và Nhà nước. Ông từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nơi ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và cải cách hành chính. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, một vị trí quan trọng trong hệ thống Đảng, trước khi trở thành Thủ tướng vào năm 2021. Trong thời gian làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ông đã thể hiện sự quyết tâm và khả năng lãnh đạo trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, triển khai các chương trình phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Về sự kỳ vọng và ủng hộ của người dân, ông Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ khá lớn từ người dân, nhờ vào những nỗ lực và thành tựu trong công tác điều hành đất nước. Ông được xem là một nhà lãnh đạo gần gũi, lắng nghe và hiểu rõ những khó khăn của người dân. Các chính sách của ông tập trung vào việc cải thiện chất lượng sống và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Về những biểu hiện trong ngày quốc tang, trong những ngày quốc tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thể hiện sự kính trọng và tôn vinh tuyệt đối trước những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã chủ trì nhiều buổi lễ tưởng niệm và gặp gỡ các lãnh đạo quốc tế, cho thấy sự tôn trọng và tinh thần đoàn kết trong thời khắc quan trọng này. Tiếp theo là nói về Chủ tịch nước Tô Lâm. Về thành tích và kinh nghiệm công tác, Chủ tịch nước Tô Lâm là một nhà lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong ngành công an. Trước khi trở thành Chủ tịch nước, ông từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, nơi ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm. Ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã triển khai nhiều chính sách và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho người dân. Ông cũng đã chỉ đạo nhiều chiến dịch đốt lò lớn để đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia.
Về sự kỳ vọng và ủng hộ của người dân, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự ủng hộ từ nhiều tầng lớp xã hội nhờ vào những thành tích trong công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội. Ông được xem là một nhà lãnh đạo kiên định, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, theo nhiều người, sự ủng hộ từ người dân đối với Chủ tịch nước Tô Lâm có phần hạn chế hơn so với Phạm Minh Chính do những đặc thù của ngành công an và cách tiếp cận công việc của ông. Về những biểu hiện trong ngày quốc tang, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã thể hiện sự kính trọng và tôn vinh đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những ngày quốc tang. Ông đã lời điếu tại lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham gia chủ trì nhiều buổi lễ tưởng niệm và gặp gỡ các lãnh đạo quốc tế. Tất cả hoạt động trên đều cho thấy sự tôn trọng và tinh thần đoàn kết trong thời khắc quan trọng này. Tuy nhiên, có người bình luận rằng Chủ tịch nước thì sẽ không được bầu chọn vào ghế Tổng Bí thư, trừ phi được yêu cầu đặc biệt như trường hợp của bác Nguyễn Phú Trọng. Quý vị nghĩ sao về ý kiến này? Hãy để lại quan điểm của mình bên dưới video này nhé! Cuối cùng là nói về Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, vậy cơ hội và thách thức để trở thành Tổng Bí thư là gì? Thường trực Ban Bí thư Lương Cường là một trong những ứng cử viên tiềm năng có thể kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc ông có cơ hội ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới đây là phân tích về các ưu và nhược điểm của ông Lương Cường trong cuộc đua này. Ông Lương Cường sinh năm 1957 và hiện đang giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội và đảm nhận nhiều vai trò quan trọng khác. Ưu điểm của ông, kinh nghiệm chính trị sâu rộng, ông Lương Cường có nhiều năm kinh nghiệm trong các vị trí lãnh đạo cao cấp của Đảng. Điều này giúp ông hiểu rõ hệ thống chính trị và có khả năng lãnh đạo cao. Vậy nhược điểm của ông Lương Cường là gì? Thiếu nổi bật trên trường quốc tế, so với một số ứng cử viên khác, ông Lương Cường có thể không nổi bật bằng trong các mối quan hệ và ảnh hưởng quốc tế. Điều này có thể là một điểm yếu khi Việt Nam đang hướng tới việc nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Sự đổi mới và cải cách, dù có kinh nghiệm sâu rộng, nhưng ông Lương Cường có thể bị xem là một lãnh đạo thiên về bảo thủ và ít có xu hướng đổi mới. Trong khi đó, nhu cầu cải cách và hiện đại hóa đất nước đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Vì sao nói ông Lương Cường có thể trở thành Tổng Bí thư? Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chính trị, sự ủng hộ từ trong Đảng và thành tích chống tham nhũng là những yếu tố quan trọng giúp Lương Cường có cơ hội trở thành Tổng Bí thư. Ông có khả năng duy trì sự ổn định trong Đảng và tiếp tục các chính sách hiện tại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham nhũng một vấn đề nhức nhối mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất chú trọng. Việc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng có thể giúp ông giành được sự ủng hộ của công chúng và các đồng chí trong Đảng. Nói về sự ủng hộ từ trong Đảng, với vị trí Thường trực Ban Bí thư, ông có mối quan hệ mật thiết và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng chí trong Đảng. Đây là một lợi thế lớn khi các quyết định quan trọng thường dựa trên sự đồng thuận trong nội bộ Đảng. Nói về khả năng lãnh đạo và quản lý, ông đã chứng minh được khả năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những thành tựu này giúp ông xây dựng được lòng tin và sự kính trọng từ các đồng nghiệp. Thách thức và cơ hội của ông là gì? Nói về cạnh tranh trong nội bộ Đảng, các ứng cử viên khác như Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm đều có những thành tựu và sự ủng hộ riêng. Sự cạnh tranh trong nội bộ Đảng có thể là một thách thức lớn đối với ông Lương Cường. Nói về áp lực cải cách và hiện đại hóa, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội, một lãnh đạo có tầm nhìn cải cách và hiện đại hóa mạnh mẽ sẽ có thể được ưu tiên hơn. Vâng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường có những ưu điểm và thách thức riêng trong cuộc đua trở thành Tổng Bí thư tiếp theo của Việt Nam. Với kinh nghiệm chính trị sâu rộng và sự ủng hộ từ nội bộ Đảng, ông có nhiều cơ hội để kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, những thách thức về đổi mới và cải cách cùng với sự cạnh tranh trong nội bộ Đảng
cũng là những yếu tố không thể xem nhẹ. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự cân nhắc toàn diện của Đảng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước. Vậy theo quý vị thì sao? Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với chiếc ghế Tổng Bí Thư mà Bác Trọng đã để lại? Nói về khả năng lãnh đạo và quản lý, ông Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm đều là những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và năng lực. Tuy nhiên, mỗi người có cách tiếp cận và phong cách lãnh đạo khác nhau. Ông Phạm Minh Chính được đánh giá cao về khả năng quản lý kinh tế, cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Trong khi đó, Tô Lâm có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm, hứa hẹn duy trì chiếc lò diệt tham quan mà Bác Trọng đã khởi xướng. Nói về sự kỳ vọng và ủng hộ của người dân, ông Phạm Minh Chính có lợi thế về sự ủng hộ và kỳ vọng từ người dân nhờ vào những thành tựu trong phát triển kinh tế và chính sách cải thiện chất lượng sống. Các chính sách của ông thường tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội. Trong khi đó, Chủ tịch nước Tô Lâm có sự ủng hộ từ các lực lượng an ninh và một phần người dân nhờ vào những thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hơn nữa, nhiều người còn nói rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính có nét mặt nhân hậu, có phong cách giống với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hơn. Cho nên, nếu như ông ngồi vào chiếc ghế thay Bác Trọng, thì nhân dân sẽ được nhờ hơn. Quý vị nghĩ sao về đánh giá này? Nói về ảnh hưởng đến tương lai đất nước, nhiều người bình luận về việc ai lên làm Tổng Bí thư sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai đất nước. Nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính lên nắm quyền, có thể dự đoán rằng các chính sách phát triển kinh tế, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng sống sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống của người dân. Nếu Chủ tịch nước Tô Lâm lên nắm quyền, các chính sách an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm sẽ được chú trọng hơn, lò có thể cháy to hơn. Điều này có thể giúp duy trì ổn định xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, trong việc đánh giá khả năng ai sẽ có thể ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm, cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau như thành tích, kinh nghiệm công tác, sự kỳ vọng và ủng hộ của người dân. Cả hai đều là những ứng viên sáng giá với những ưu điểm và thế mạnh riêng. Tuy nhiên, dựa trên những phân tích ở trên, có thể thấy rằng Phạm Minh Chính có lợi thế hơn về sự ủng hộ từ người dân và khả năng lãnh đạo trong phát triển kinh tế. Trong khi đó, Tô Lâm có thế mạnh về an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm. Vậy hãy nghe Bác Trọng nói gì về Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đặc biệt, việc giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm tăng gần 5%. Với khoảng 110.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa 659 km đường bộ cao tốc vào sử dụng và đang tiếp tục hoàn thành khởi công nhiều dự án công trình xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng cho đất nước. Cái này nó tồn đọng từ nhiều năm nay rồi. Mà đầu nhiệm kỳ tôi nhớ nhắc đồng chí Thủ tướng là tập trung vào làm cho được những cái dự án đã tồn đọng lâu thì đã là một thành công rồi. Thì đây là một cái bước tiến mà ít người nói đến. Mà tôi nói là đây là một cái kết quả chúng ta cũng cần tham khảo rút kinh nghiệm. Đã làm cái gì làm tập trung, dứt điểm. Sau cái này làm việc khác. Cùng một lúc đưa ra quá nhiều dự án, ký thật nhiều vào thì cho nó oai, như xong cứ để treo đấy thôi. Ruộng thì dân không làm được, vốn thì đọng lại. Và đường xa vẫn chưa tắt. Tôi cho vấn đề này phải có sự phân tích. Và chúng tôi chỉ đạo ngay từ đầu khi đồng chí Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng tập trung làm cho được mấy cái này thì nó phải có sản phẩm cụ thể. Tôi xin nói thêm cái đó. Và là một cái điểm sáng của chúng ta trong thời gian vừa qua. Thì phải nói là cũng là một cái thành quả, một cái kết quả tốt. Tuy nhiên, có một người đã chia sẻ quan điểm thế này, Bác Trọng mất và nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng không? Vậy là Bác không còn bên chúng ta nữa. Với Cộng sản tận tụy, quyết liệt, kiên trung, liêm khiết,
một trái tim lớn vừa ngừng đập, nỗi buồn đã trải dài khắp đất nước chúng ta. Bên cạnh đó, nhiều người lo rằng Bác mất đi rồi thì những đường lối chính sách sẽ không còn được như trước nữa, nhưng đối với mình thì lại không nghĩ như vậy. Chính phủ và Bác Trọng dường như đã chuẩn bị cho kịch bản này rất lâu rồi, trước năm 2016. Bác Tô Lâm không trực tiếp làm việc với Tổng Bí Thư, mà lại với các đời thủ tướng trước như ông Nguyễn Tấn Dũng hay bác Nguyễn Xuân Phúc. Bước ngoặt bắt đầu kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2016, bác Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm, kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá, hỗ trợ cho trưởng ban là bác Nguyễn Phú Trọng. Các vụ án lớn mang tính quốc gia, ví dụ như vụ án của ông Trịnh Xuân Thanh, ông Đinh La Thăng, vụ án chuyến bay giải cứu hay là đại án Viện Kiểm sát. Kể từ đó, ta có thể thấy được hình ảnh của ông luôn xuất hiện bên cạnh bác, trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vậy. Trong quá khứ, bác từng chỉ thị cho đồng chí Lê Duẩn lên thay mình từ khoảng nửa cuối thập niên 60 do sức khỏe suy giảm. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giảm dần các hoạt động chính trị để thường xuyên sang nước ngoài chữa bệnh, nhất là trong 3 năm cuối đời, khi người liên tục ốm nặng, thời gian mà bác làm việc với bác Hồ là không nhiều. Nếu so sánh với bác Phạm Văn Đồng hay bác Võ Nguyên Giáp, thì thời gian làm việc với bác Hồ không nhiều. Tuy nhiên, khi đất nước Việt Nam đang bị chia cắt, đây là phương án tốt nhất để đảm bảo sự đoàn kết đất nước, với mục tiêu chung là đánh đuổi Mỹ, tiến tới thống nhất. Vừa rồi chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng nó thể hiện rằng Đảng và Chính phủ luôn có một tầm nhìn xa và sự chuẩn bị đối với mọi kịch bản, mọi tình huống. Vì vậy, thay vì lo lắng, các bạn và mình hãy cùng nhau chung tay giữ gìn và xây dựng Việt Nam phát triển hơn nhé. Như lời bác Trọng luôn căn dặn, ta là con cháu của Hồ. Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam, đất nước này nhất định phải phát triển đi lên, không được phép tụt hậu so với các nước khác. Quý vị nghĩ gì về bình luận này? Hãy để lại ý kiến của mình ngay bên dưới video nhé. Vâng, việc lựa chọn ai sẽ làm Tổng Bí Thư sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quyết định cuối cùng sẽ do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đưa ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là người lãnh đạo mới sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo an ninh, trật tự và nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc ai lên làm Tổng Bí Thư sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân cũng là một câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên, sự lựa chọn của Đảng sẽ dựa trên sự đánh giá toàn diện về năng lực, thành tích và sự ủng hộ của cả hai ứng viên nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước. Vậy theo quý vị, ai sẽ là người phù hợp nhất trong ba ứng viên này? Xin hãy bình luận bên dưới video nhé! Cảm ơn quý vị đã ủng hộ BBA Tinh Hoa mỗi ngày và nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!